Ngày 3 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thoại Giang, quyền Thoại Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho ông Cao Văn Úc, ngụ ấp Mỹ Trang, xã Thoại Giang, hộ cận nghèo ở địa phương. Căn nhà đại đoàn kết trao tặng cho gia đình ông Úc có diện tích 36m2, kết cấu mái tôn, nền lót gạch men, có nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng giá trị 82 triệu đồng, trong đó nghệ sĩ Quốc Thuận và những người bạn thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thoại Giang trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ. Dịp này, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã trao tặng gia đình một số quà gồm các nhu yếu phẩm sinh hoạt thiết yếu. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp quỹ chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm đối với bà con nghèo cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là động lực để các hộ nghèo cận nghèo yên tâm nỗ lực trong lao động sản xuất vươn lên ổn định cuộc sống